Tính đến thời điểm này, đoạn đập bị vỡ đã được xử lý bằng giải pháp đắp đê quai phía trong điểm bị vỡ, với chiều cao đoạn đê đắp mới hơn 2 mét. Nguồn nước trong hồ thải chảy ra ngoài đã được khống chế hoàn toàn. Các lực lượng đang lưu đầm thân đập để đảm bảo kết cấu an toàn và tiếp tục đắp gia cố mở rộng và nâng cao thân đập đúng theo thiết kế ban đầu. Cũng để xử lý sự cố, địa phương này đã huy động khoảng 500 tấn vôi bột và sữa vôi để trung hòa nguồn nước. Trước đó, vào trưa 7 tháng 9, sự cố vỡ thân đập chứa chất thải GIBS đã xảy ra tại nhà máy DAP số 2 Lào Cai, tại khu công nghiệp Tằng Long, Bảo Thắng, Lào Cai. Chiều dài khoảng 40 mét, ước khoảng 45.000 mét khối chất thải đã tràn xuống nhiều nhà cửa, ruộng vườn và sông suối. Tổng thiệt hại do sự cố gây ra chưa được thống kê cụ thể. Và đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố hóa chất tại đơn vị này.